Namaste. Xin chào các bạn, bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ có một buổi tập đầy đủ vào buổi sáng. Hãy trải thảm ra và bắt đầu luyện tập cùng Giang nhé. Bây giờ hãy ngồi trong tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay bạn đưa xuống phía mông, vén hai thịt ngồi của mình sang hai bên. Sau đó, thả lỏng hai tay đặt trên gối, ngón cái, ngón trỏ chạm nhẹ lại, các ngón còn lại bạn buông lỏng ra. Khép nhẹ hai cùi trỏ về phía thân người, sau đó từ từ khép đôi mắt của bạn lại. Thả mềm hai bờ vai, thả lỏng vùng khuôn mặt. Nhẹ nhàng vươn dài các đốt sống lưng lên, sau đó thả mềm vùng cơ của bạn xuống. Thả lỏng vùng đỉnh đầu, vùng trán, giãn nhẹ đôi lông mày của bạn sang hai bên. Thả lỏng vùng mí mắt trên, mí mắt dưới, sống mũi, hai gò má, nhân trung và cằm. Thả lỏng vùng cơ cổ phía trước, vùng vai và vùng gáy. Cảm nhận sự thoải mái toàn bộ từ vùng thân trên. Sự ngồi vững vàng trên hai xương ngồi. Thả lỏng tiếp tục vùng hông, hai bên đùi, vùng gối, bắp chân, cổ chân, bàn chân và từng đầu ngón chân. Nhẹ nhàng đưa ý thức trở về với hơi thở. Đưa hơi thở trở về tâm điểm giữa hai lông mày, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ và sự minh mẫn. Tại nơi đây, khi bạn hít vào, hãy cảm nhận có một nguồn năng lượng vô tận của vũ trụ đang được len lỏi vào từng tế bào bên trong cơ thể. Và khi bạn thở ra, những mệt mỏi, lo toan của cuộc sống hàng ngày được đẩy ra xa bên ngoài. Cảm nhận từng tế bào trong cơ thể được thẩm thấu thật sâu nguồn năng lượng vô tận của vũ trụ. Sự thả lỏng từ tâm trí, hơi thở và cơ thể này được hòa với thiên nhiên và giúp cho bạn luôn luôn tràn đầy năng lượng để đón một ngày mới. Hãy đưa tâm trí của bạn vào trong buổi học, để buổi học được sẵn sàng. Mời bạn chắp tay trước ngực. Cảm nhận nhịp đập từ trái tim. Chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, vươn hai tay lên cao qua đầu, vươn dài các đốt sống của bạn lên. Chậm rãi thở ra, thả lỏng, hai tay buông xuôi theo thân. Hai, hít vào, vươn hai tay của bạn vươn lên, kéo giãn các đốt sống, hơi vươn nhẹ cằm, rồi thật chậm thở ra. Ba, hít vào, vươn hai tay lên, vươn dài các đốt sống, kéo dài hơi thở. Cảm nhận sự chuyển động và chậm rãi thở ra. 4. Hít vào, vươn hai tay lên, vươn dài cơ thể hơn nữa và chậm rãi thở ra. 5. Hít vào, vươn hai tay lên, cảm nhận sự chuyển động sâu hơn và thật chậm thở ra. 6. Hít vào, bạn vươn hai tay lên, kéo giãn các đốt sống, đan tay vào nhau, đẩy căng tay qua đầu, thở hết ra. Cảm nhận vùng vai, các đốt sống được giãn ra. Chậm rãi hít vào một hơi, bạn thả lỏng hai tay về phía trước, đan tay vào nhau. Thở ra, bạn đẩy cánh tay về phía trước, thẳng, duỗi thẳng cánh tay của bạn ra. Rồi hít vào một hơi, bạn thu hai tay trở về. Thở ra, bạn lật ngửa bàn tay, đẩy tay của bạn hướng lên bầu trời, vươn dài các đốt sống lên. Cảm nhận toàn bộ các đốt sống lưng và vai cùng cánh tay của bạn được giãn ra. Chậm rãi hít vào một hơi, bạn thu tay của bạn trở về ngực. Thở ra, bạn lật ngửa bàn tay về phía trước, đẩy duỗi thẳng cánh tay ra, kéo giãn hai vai và cánh tay của bạn. Rồi chậm rãi hít vào một hơi, thu hai tay của bạn trở lại. Thở ra, lật ngửa bàn tay hướng lên bầu trời và vươn cằm, mắt hướng nhìn lên. Thở hết ra, bạn nghiêng eo lườn sang bên trái cho Giang nào. Rồi cảm nhận toàn bộ vùng eo lườn bên phải của bạn được giãn ra. Hít vào một hơi trở về giữa. Thở ra nghiêng eo lườn sang phải. Chậm rãi hít vào một hơi trở về giữa. Thở ra bạn đưa hai tay sang ngang. Thở hết ra, đưa tay trái lên gối phải, tay phải ra phía sau. Xoay cằm hướng vai phải, thả mềm hai vai ra. Duỗi ngực và rút bụng vào trong. Chậm rãi hít vào một hơi, đưa hai tay sang ngang trở lại. Thở ra đổi bên, tay phải gối trái, tay trái phía sau, thả mềm hai vai. Xoay cằm của bạn hướng vai trái. Chậm rãi hít vào một hơi, lướt hai tay sang ngang trở lại. Thở ra, bạn thả lỏng hai tay đặt trên gối. Chậm rãi hít vào một hơi, hai tay đưa sang ngang. Thở ra, hai tay đưa ra phía sau lưng, đan tay vào nhau. Bạn cuộn cái vòng vai của bạn, hít vào bạn đẩy căng cánh tay của bạn ra. Thở ra bạn đổ thân người về phía trước một góc 45 độ. Khép nhẹ cằm thu về hõm cổ, cảm nhận vùng vai được giãn, vùng ngực duỗi ra. Siết vùng cánh tay, hít vào bạn nâng thân người vươn lên. Thở ra bạn hạ bàn tay xuống thảm, hướng các ngón tay về phía trước, hơi đổ thân người ra phía sau. Hít vào một hơi bạn nâng mông, mở vai, duỗi ngực, đẩy thân người lên. Cảm nhận toàn bộ mặt trước thân người được giãn ra. Chậm rãi thở ra bạn hạ mông của bạn xuống thảm. Rồi chúng ta đổi chân. Chậm rãi hít vào một hơi, đưa hai tay sang ngang. Thở ra hai tay ra phía sau lưng, đan tay vào nhau. Cuộn cái vòng vai của bạn, đẩy cánh tay của bạn ra sau, xa lưng. Thở ra bạn gập thân người về phía trước, duỗi dài cột sống của bạn ra. Khép cằm thu về hõm cổ. Chậm rãi siết vùng cơ cánh tay, hít vào một hơi, nâng thân người vươn lên. Thở ra bạn hạ mềm bàn tay xuống thảm, xòe rộng các ngón tay, hơi đổ thân người ra sau, vươn dài đốt sống lưng và nâng ngực lên. Hít vào bạn nâng mông, mở vai, duỗi ngực, đẩy hông của bạn lên. Cảm nhận vùng cơ cổ phía trước và thân người phía trước được giãn ra. Thở ra từ từ hạ mông của bạn xuống thảm. Rồi từ từ đưa hai tay của bạn về phía trước, đẩy thân người của bạn lên. Hai chân mở rộng song song bằng hông, hai tay mở rộng song song bằng vai. Xòe rộng các ngón tay bám xuống thảm, duỗi mũi chân của bạn ra. Đầu gối thẳng hàng với mông và cổ tay thẳng hàng với vai. Ở hơi hít vào, bạn đẩy lưng của bạn, lưng dưới ra phía sau. Ở hơi thở ra bạn đẩy ngực ra phía trước, cảm nhận vùng lưng của bạn được giãn ra. Sau đó mắt hướng nhìn xuống thảm, cảm nhận sự cân bằng. Chậm rãi hít vào bạn cuộn xương cụt hướng lên trên, mở vai, duỗi ngực, ghi vai xa tai, võng thắt lưng, rút bụng dưới của bạn lên. Ở hơi thở ra, cuộn xương cụt hướng xuống thảm, cuộn các đốt sống đẩy gù lưng trên, mắt hướng nhìn về rốn, rút bụng dưới của bạn lên. Hai, hít vào, cuộn xương cụt hướng lên trên, mở vai, duỗi ngực, ghi vai xa tai. Thở ra, cuộn đỉnh mông hướng xuống thảm, cuộn các đốt sống đẩy gù lưng trên, mắt hướng nhìn về rốn. Cảm nhận sự chuyển động của các đốt sống, bạn hãy đưa hơi thở và tâm trí về nơi đây. 3. Hít vào, cuộn xương cụt hướng lên trên, mở vai, duỗi ngực, ghi vai xa tai. Chậm rãi thở ra, cuộn đỉnh mông hướng xuống thảm, cuộn các đốt sống đẩy gù lưng trên, mắt hướng nhìn về rốn. 4. Hít vào một hơi thật sâu, bạn cuộn xương cụt hướng lên trên, duỗi ngực, mắt nhìn về phía trước, thả mềm hai vai của bạn ra. Chậm rãi thở ra, cuộn đỉnh mông hướng xuống thảm, cuộn các đốt sống đẩy gù lưng trên, mắt hướng nhìn về rốn. 2 lần nữa hít vào một hơi, bạn quật xương cụt hướng lên trên, rồi duỗi ngực, mềm vai xa tai. Hơi vươn cái cằm ra một chút, đúng rồi. Chậm rãi thở ra, cuộn đỉnh mông hướng xuống thảm, đẩy gù lưng trên, mắt hướng nhìn về rốn, rút bụng dưới lên. Một lần cuối hít vào, bạn cuộn xương cụt hướng lên trên, mở vai, duỗi ngực, ghi vai xa tai. Thở ra thật chậm, cuộn đỉnh mông hướng xuống thảm, cuộn các đốt sống đẩy gù lưng trên, mắt hướng nhìn về rốn, rút bụng dưới của bạn lên. Rồi chậm rãi hít vào một hơi, bạn đẩy lưng của bạn về thẳng trong thế trung lập. Thở ra, bạn chống ức bàn chân, nâng gối lên khỏi thảm. Thở hết ra, bạn đẩy mông hướng trần nhà, trùng nhẹ hai gối lại, nhấn vai của bạn xuống, kéo xương cụt quặn lên hướng lên bầu trời. Rồi ở hơi hít vào tiếp theo, bạn hạ gót chân phải. Ở hơi thở ra, hạ gót chân trái, kiễng gót chân phải. Cứ như vậy bạn đi bộ tại chỗ, hai chân thả mềm vùng cơ đùi sau, giãn vùng lưng, thả lỏng vai, thả lỏng vùng cổ và khuôn mặt. Trong tư thế V ngược hay còn gọi là tư thế chó úp mặt này sẽ giúp bạn đưa được máu về não và giải tỏa căng thẳng và tạo cho bạn một nguồn năng lượng tươi mới. Toàn bộ vùng thân sau đang được giãn trong sự thả lỏng và mềm mại. Sau khi đi bộ tại chỗ, nhẹ nhàng bạn nhón hai gót chân của bạn lên, ở hơi hít vào. Ở hơi thở ra, bạn trùng nhẹ hai gối, đẩy mông của bạn hướng lên bầu trời nhiều hơn nữa. Hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở ra thật chậm. Chậm rãi hít vào, đưa ý thức về chân trái, lướt chân trái lên bầu trời. Thở ra, bước chân trái về phía mé trong bàn tay trái, duỗi mũi chân bên trái của bạn ra phía trước, nhấn xuống thảm, duỗi ngực ra phía trước, chống 10 đầu ngón tay của bạn lên, úp hông phải của bạn xuống thảm. Chậm rãi thở ra, hơi hạ nhẹ trọng tâm xuống, vững vàng trên chân trái, cố định vùng khớp hông, hai tay sang ngang. Hít vào một hơi, vươn cánh tay, nâng thân người của bạn vươn lên, thả mềm hai vai. Thở ra, hai tay của bạn chắp lại phía trước ngực. Thở hết ra, bạn nhẹ nhàng trùng gối phải của bạn xuống thảm, hạ đầu gối phải xuống thảm. Hít vào một hơi, bạn vươn cánh tay của bạn lên cao bầu trời, vươn nhẹ cằm lên, mắt hướng nhìn theo. Chậm rãi thở ra, hai tay chắp lại phía trước ngực. Hít vào một hơi, vươn cánh tay lên cao, mắt hướng lên, vươn nhẹ cằm, mắt hướng nhìn lên. Thở ra, hai tay chắp lại phía trước ngực. Hai, hít vào một hơi thật sâu, vươn dài các đốt sống, vươn cánh tay của bạn vươn lên. Chậm rãi thở ra, chắp hai tay phía trước ngực. Một lần cuối, hít vào một hơi, vươn cánh tay của bạn vươn lên. Chậm rãi thở ra, hai tay chắp trước ngực. Và lần này, hít vào một hơi, bạn đưa hai tay của bạn sang ngang. Thở ra, vòng tay của bạn ra phía sau lưng, đan tay vào nhau. Ở hơi hít vào, bạn cuộn cái vòng vai của bạn đẩy ra phía sau. Ở hơi thở ra, bạn đổ thân người về phía trước một góc 45 độ, duỗi dài các đốt sống, giãn vùng lưng và vùng vai. Mở bung cánh tay của bạn ra, hít vào một hơi, vươn cánh tay lên, vượt qua tai và đầu của bạn, song song hai bên mang tai. Ở hơi thở ra, hai tay chắp lại phía trước ngực. Hít vào, bạn nâng thân người vươn lên. Thở ra, bạn xoay cùi trỏ tay phải qua đầu gối trái, hướng các ngón tay về phía trước, đẩy cùi trỏ tay trái hướng lên bầu trời, rồi xoay cằm hướng theo vai trái. Hít vào một hơi thật sâu tại đây, rồi thở ra thật chậm, thật chậm. Một hơi thở nữa, hít vào một hơi thật sâu và mềm mại, thở ra thật chậm, thật chậm. Nhấn phần chân trái của bạn xuống thảm, siết cơ đùi trước chân trái. Hít vào một hơi, bạn vươn hai cánh tay của bạn, nâng thân người vươn lên. Thở ra, bạn hạ bàn tay xuống thảm. Thở hết ra, duỗi gối trái, bạn kéo mông về phía sau, nhấc bàn chân trái lên khỏi thảm, duỗi giãn các đốt sống lưng, hạ mềm trán mũi hướng xuống thảm. Cảm nhận cơ đùi trái của bạn được giãn ra. Chậm rãi hít vào một hơi, đẩy chân trái của bạn về phía trước, gối trái thẳng hàng với cổ chân. Thở ra, bạn nâng gối phải lên, duỗi gối phải và bước chân trái trở về sau cùng chân phải, nhấn hai vai và bàn tay xuống thảm, đẩy mông hướng lên bầu trời. Chậm rãi đưa ý thức về chân bên phải. Hít vào một hơi, bạn lướt chân phải, nâng lên. Thở ra, bước chân phải về cạnh bàn tay phải, chống 10 đầu ngón tay của bạn nâng lên, duỗi ngực về phía trước, mắt hướng nhìn về phía trước. Siết cơ đùi chân phải, cố định phần hông, hai tay sang ngang, hít vào một hơi. Bạn nâng thân người vươn lên. Thở ra, hai tay chắp lại phía trước ngực. Thở hết ra, trùng nhẹ gối trái của bạn hướng xuống thẳng. Hạ xuống thẳng. Chậm rãi hít vào một hơi, vươn hai cánh tay lên bầu trời. Vươn mắt nhìn theo và vươn cằm lên. Thở ra, hai tay chắp lại phía trước ngực. Hít vào, vươn hai tay của bạn lên. Cảm nhận sự di chuyển và hơi thở của bạn đang được cân bằng. Chậm rãi thở ra, hạ hai tay phía trước ngực. 3, hít vào, vươn hai tay của bạn vươn lên. Và chậm rãi thở ra, hai tay chắp lại phía trước ngực. Một lần cuối, hít vào, vươn hai cánh tay của bạn vươn lên. Vươn cằm, mắt hướng nhìn lên. Chậm rãi thở ra, hai tay chắp lại phía trước ngực. Và thật chậm, hít vào một hơi, bạn vươn hai tay sang ngang. Thở ra, hai tay ra phía sau lưng, đan tay vào nhau. Cuộn cái vòng vai của bạn, hít vào một hơi, bạn đẩy cánh tay của bạn ra phía sau. Thở ra, bạn đổ thân người về phía trước một góc 45 độ, đẩy cánh tay ra xa phía lưng, duỗi dài các đốt sống. Chậm rãi siết vùng cơ cánh tay, nhấn bàn chân phải xuống thảm. Hít vào, mở bàn tay của bạn sang hai bên, vươn cánh tay lên song song áp tay. Thở ra, hai tay của bạn chầm chắt trước ngực. Hít vào một hơi, bạn nâng thân người vươn lên. Thở ra, bạn xoay cùi trỏ tay trái qua đầu gối phải, rồi vặn xoắn người sang bên phải. Xoay cằm hướng theo vai phải, rút bụng dưới của bạn lên. Cảm nhận cột sống đang được vặn xoắn tại đây. Hít vào một hơi thật sâu cho ra. Và thở ra thật chậm. Thật chậm. Nhấn cái lòng bàn chân phải của bạn xuống thảm. Siết cơ đùi trước chân phải. Hít vào một hơi, bạn nâng thân người, vươn hai tay của bạn vươn lên. Thở ra, hạ hai tay của bạn xuống thảm. Thở hết ra, bạn duỗi gối chân phải, kéo mông về phía gót chân, kéo giãn các đốt sống, nhấc bàn chân phải lên khỏi thảm. Cảm nhận cơ đùi sau chân phải được giãn duỗi ra. Chậm rãi hít vào một hơi, bạn đẩy thân người của mình về phía trước, đầu gối thẳng hàng với cổ chân. Thở ra, bạn nâng đầu gối trái lên, bước chân phải trở về sau cùng chân trái, trở về trong tư thế vê ngược hay còn gọi là chó úp mặt. Nhấn bàn tay và vai của bạn hướng xuống thẳng, quận xương cụt hướng lên bầu trời. Chậm rãi hạ hai gót chân xuống thảm, nhấc 10 đầu ngón chân lên. Hít vào một hơi thật sâu. Và thở ra thật chậm. Thật chậm. Rồi chậm rãi hít vào, bạn lướt chân trái nâng lên. Thở ra, bước chân trái về phía mé ngoại tay trái. Hạ đầu gối phải hướng xuống thảm. Duỗi mũi chân phải. Đưa tay trái đặt lên đầu gối trái. Hít vào, bạn đẩy gối trái sang bên trái. Xoay cằm hướng vai trái. Thở ra, bạn thả mềm hai vai. Cảm nhận vùng cơ đùi trước chân phải của bạn đang được giãn ra. Chậm rãi hít vào, đưa gối trái của bạn trở về. Thở ra, một lần nữa đẩy gối trái sang bên trái. Rồi chậm rãi hít vào một hơi, đẩy gối trái trở về thẳng. Vươn cánh tay trái của bạn nâng lên. Thở ra, luồn tay trái của bạn qua nách phải. Hít vào, vươn cánh tay trái nâng lên. Thở ra, luồn tay trái qua nách phải. Hai lần nữa hít vào một hơi, bạn vươn cánh tay trái nâng lên. Chậm rãi thở ra, luồn tay trái qua nách phải. Một lần cuối hít vào, vươn cánh tay trái vươn lên. Chậm chậm thở ra, luồn tay trái qua nách phải. Hít thở đều và giữ ở đây cho răng. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào một hơi, vươn cánh tay trái vươn lên. Chậm rãi thở ra, hạ bàn tay trái xuống thảm. Chống ức bàn chân phải, thở hết ra. Bạn nâng gối phải lên khỏi thảm. Xoay mũi chân phải, chệch một góc 45 độ. Rồi duỗi gối chân trái. Đẩy thân người về phía trước, gập thân người xuống sâu hơn. Cảm nhận độ giãn duỗi từ các đốt sống và vùng cơ đùi sau, cơ mông của bạn. Chậm rãi hít vào, đẩy thân người quặn về phía trước, xoay mũi chân phải về phía trước. Thở ra, bước chân trái trở về cùng chân phải. Nhấn bàn tay, cuộn xương cụt, đẩy mông hướng lên bầu trời. Cảm nhận vùng lưng được kéo giãn sâu hơn. Đưa ý thức về chân bên phải, hít vào bạn lướt chân phải lên bầu trời. Thở ra, bước chân phải về phía mé ngoài tay phải. Hạ đầu gối trái của bạn hướng xuống thảm. Duỗi mũi chân và chống 10 đầu ngón tay của bạn nâng lên. Duỗi ngực về phía trước. Ở hơi hít vào, bạn đưa tay phải lên đầu gối phải. Chú ý đầu gối phải thẳng hàng với cổ chân phải và luôn hướng về ngón chân thứ hai. Ở hơi thở ra, hạ mềm bàn tay trái và đẩy gối phải sang bên phải. Xoay cằm hướng nhìn theo vai phải. Bạn cảm nhận toàn bộ vùng cơ gập hông, chân trái đang được giãn ra. Chậm rãi hít vào một hơi, thu gối phải của bạn trở lại. Thở ra, đẩy gối phải của bạn sang bên phải, lật ngửa bàn chân phải lên khỏi thảm. Xoay cằm hướng vai phải. Rồi, thật chậm rãi hít vào, thu chân phải của bạn trở về, lướt tay phải lên cao bầu trời. Thở ra, luồn tay phải của bạn qua nách trái. Hít vào, lướt tay phải của bạn vươn lên. Thở ra, luồn tay phải qua nách. Hai lần nữa, hít vào một hơi, bạn vươn cánh tay phải lên cao bầu trời. Chậm rãi thở ra, luồn tay phải qua nách trái. Một lần cuối, hít vào, lướt tay phải lên bầu trời. Xòe rộng các ngón tay để thoát khí. Chậm rãi thở ra, luồn tay phải qua nách trái. Hít thở đều và giữ ở đây cho Giang. 5, 4, 3, 2, 1. Chậm rãi hít vào một hơi, bạn vươn cánh tay phải vươn lên. Thở ra, bạn hạ mềm bàn tay phải xuống thảm, chống ức bàn chân trái, duỗi gối trái và nâng lên. Xoay mũi chân trái về phía trước một góc 45 độ, duỗi gối phải ra, thở hết ra. Bạn hạ mềm cơ thể của bạn xuống thảm. Cảm nhận các đốt sống lưng và cơ đùi sau của hai chân, cơ mông đang được giãn ra. Chậm rãi hít vào, đẩy thân người về phía trước, xoay mũi chân trái trở về. Thở ra, bước chân phải trở về cùng chân trái, cuộn đỉnh mông hướng trần nhà. Đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Hít vào một hơi tại đây. Thở ra, bạn trùng gối, hạ xuống thảm. Thở hết ra, bạn duỗi mũi chân, rồi kéo mông đưa về phía gót chân, kéo giãn các đốt sống, quặn nhẹ xương cụt hướng xuống thảm để làm đầy vùng thắt lưng. Và thả lỏng, hạ trán mũi hướng xuống thảm. Thả lỏng hai vai, cánh tay. Chậm rãi hít vào một hơi thật sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Cảm nhận nguồn năng lượng bên trong cơ thể đang được dịch chuyển. Cân bằng toàn bộ cơ thể trong sự thoải mái và thả lỏng. Bạn thả lỏng nhiều hơn vùng đỉnh đầu, vùng cổ gáy, hai vai, cánh tay, bàn tay, vùng thân trên, vùng hông, đùi. Cứ như vậy bạn thả lỏng trong sự thư giãn. Chậm rãi hít vào một hơi, bạn đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Thở ra, bạn hạ hông xuống thảm, rồi vươn ngực của bạn lên, hít vào một hơi. Chậm rãi thở ra, bạn đẩy vai phải về phía trước, rồi thở ra hết ra, đẩy vai trái về phía trước. Cứ như vậy, hít thở điều hòa, bạn lắc nhẹ hai cái vai của bạn để cảm nhận vùng vai, vùng hông, vùng lưng của bạn được thả lỏng. Thật thả lỏng. Rồi, chậm rãi hít vào một hơi, bạn hạ thân người của bạn hướng xuống thảm. Hạ trán mũi xuống thảm. Thở ra, quặn xương cột xuống thảm, rút bụng dưới của bạn lên, nhấn bàn tay của bạn xuống thảm, xòe rộng các ngón tay. Bàn tay của bạn có thể để ngang vai hoặc ngang ngực. Chậm rãi hít vào một hơi, khép cùi chỏ ôm về đường giữa, quặn xương cụt xuống thảm, nâng thân người vươn lên. Vươn cằm lên phía trước, mắt nhìn lên phía trước. Chú ý, vai không rụt như vậy. Chúng ta đẩy mềm cái vai xuống, vươn dài các đốt sống cổ và đẩy đốt sống ngực của bạn lên. Rồi bạn nào đau lưng thì hơi nâng hông lên một chút. Chậm rãi thở ra, khép cằm về hõm cổ, đóng khung sườn của bạn lại, siết nhẹ vùng cơ bụng, rồi quặn xương cụt xuống thảm, kéo giãn các đốt sống, kéo mông về phía gót chân, kéo dài cơ thể của bạn ra, hạ mềm trán mũi xuống thảm. Thêm 2 lần nữa, hít vào một hơi, bạn đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Thở ra, bạn hạ hông xuống thảm. Hít vào, bạn nhấn bàn tay xuống thảm, vươn dài các đốt sống, vươn cằm, mắt hướng nhìn lên, thả mềm vai xa tay. Chậm rãi thở ra, khép cằm về hõm cổ, đóng khung sườn lại rồi siết vùng cơ bụng, cuộn cái mông xuống để làm đầy vùng thắt lưng, kéo mông về phía gót chân cho ra. Một lần cuối, hít vào một hơi, đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Thở ra, bạn hạ hông xuống thảm, rồi hít vào, bạn nhấn bàn tay, vươn các đốt sống của bạn lên, mềm vai xa tay, mắt hướng nhìn về phía trước. Thở ra, khép cằm của bạn thu về hõm cổ, đóng khung sườn và siết cơ bụng lại, cuộn đỉnh bông hướng xuống thảm, làm đầy vùng thắt lưng, kéo mông về phía gót chân, kéo giãn các đốt sống của bạn ra, thả mềm cơ thể của bạn ra. Hít vào một hơi thật sâu tại đây cho ra. Sau đó thở ra thật chậm, thật chậm. Một hơi thở nữa, hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Thở hết ra. Nhẹ nhàng bạn thu 2 tay về phía gối, xòe rộng các ngón tay, chống bàn tay, nâng thân người lên. Chúng ta trở về trong tư thế cái bàn ngửa. Hai chân của bạn mở rộng song song bằng hông. Duỗi hai cái chân của bạn ra. Hai tay đưa ra phía sau thân người, hướng lòng bàn tay của bạn xuống thảm, các ngón tay hướng về phía mông. Hai đầu gối của bạn tách sang hai bên. Cùi trỏ tay của bạn đưa về đường giữa. Rồi bạn vươn các đốt sống ngực lên, vươn lưng của bạn thẳng lên, đẩy cái vai ra phía sau. Ở hơi hít vào, bạn chuẩn bị. Ở hơi thở ra, bằng miệng bạn đóng vòng họng lại, rồi nâng thân người lên. Chuẩn bị nào. Hít vào một hơi tại đây. Thở ra bằng miệng, đẩy thân người lên. Hít vào bằng mũi, trở lại. Thở miệng, đẩy hông của bạn, nâng thân người lên. Hít vào, trở lại. Thở miệng, đẩy hông lên. 3 lần nữa, hít vào một hơi, trở lại. Mông hướng xuống thảm, không chạm thảm. Thở miệng, đẩy hông của bạn lên. Duỗi cái ngực của bạn nâng lên. Thêm 2 lần nữa, hít vào một hơi, trở lại. Thở miệng, đẩy lên. Một lần cuối, hít vào một hơi, trở lại. Thở miệng, đẩy hông của bạn, nâng thân người lên. Chậm rãi, hít vào một hơi, hạ mông của bạn hướng xuống thảm. Thở ra, vươn dài lưng của bạn về phía trước. Hai tay của bạn ôm lấy vùng cổ chân, đan tay vào nhau, khép cằm thu về hõm cổ. Rồi đưa trán mũi hướng về đầu gối của bạn. Cảm nhận các đốt sống của bạn đang được giãn ra. Chậm rãi hít vào một hơi thật sâu tại đây. Và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Hít vào một hơi thật sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Thả mềm các vùng cơ của bạn ra. Thêm 2 nhịp thở nữa. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. 1 nhịp thở nữa. Hít vào một hơi thật sâu Chậm rãi thở ra thật chậm và thở hết ra. Bạn hít thở điều hòa cho răng. Chậm rãi hít vào, bạn nâng thân người vươn lên. Thở ra bạn duỗi dài hai chân của bạn ra. Từ từ hạ hai tay của bạn xuống thảm, xuôi theo thân. Hạ lưng của bạn xuống thảm. Hai tay của bạn chách một góc ra 45 độ. Hai chân của bạn chách ra phía ngoài mép thảm. Thảm mềm hai vai, nhúc nhích nhẹ vùng vai của bạn. Ở hơi hít vào, bạn co gối phải của bạn lại. Hai tay đan vào nhau ôm gối phải. Thở ra bạn kéo gối phải hướng về ngực, thảm mềm hai vai. Cuộn nhẹ xương cụt hướng xuống thảm. Cảm nhận các đốt sống vùng lưng được giãn ra. Chậm rãi hít vào một hơi, bạn nới lỏng cánh tay của bạn ra, đẩy gối ra xa phía thân người. Thở ra tiếp tục, bạn kéo gối phải hướng về ngực, thả mềm hai vai, nhẹ nhàng khép cằm về phía hõm cổ, giãn sâu các đốt sống. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Một hơi thở nữa cho răng. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm và thở hết ra. Từ từ duỗi chân phải của bạn ra, hạ gót chân phải xuống thảm. Hít vào bạn co gối trái hướng về ngực. Thở ra hai tay đan vào nhau ôm gối trái. Thở hết ra kéo gối trái hướng về ngực, thả mềm hai vai. Cảm nhận các đốt sống được giãn duỗi ra. Chậm rãi hít vào, bạn đẩy gối trái trở về phía trước, duỗi hai cánh tay của bạn ra. Thở ra bạn kéo gối trái hướng về ngực, mềm hai vai nhiều hơn, cuộn xương cụt hướng xuống thảm. Trở về với hơi thở cho răng. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Một hơi thở nữa, hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm, thở hết ra. Chậm rãi hít vào, bạn duỗi gối trái của bạn ra, hạ chân trái xuống thảm, hai tay xuôi theo thân. Thở ra bạn co hai gối hướng về ngực, hai tay đan vào nhau ôm lấy gối. Hơi thở hết ra, bạn kéo hai gối hướng về ngực, thả mềm cùi trỏ tay và vai của bạn ra, cuộn nhẹ xương cột hướng xuống thảm. Sau đó hít vào một hơi, bạn duỗi mũi chân về phía trước. Thở ra, đẩy gót chân của bạn ra. Hít vào, duỗi mũi chân về phía trước. Thở ra, rồi đạp gót chân của bạn ra. Thêm một lần nữa cho răng. Hít vào, duỗi mũi chân của bạn ra. Thở ra, đẩy gót chân. Sau đó bạn xoay nhẹ vùng cổ chân cho ra. Thả lỏng ra và xoay ngược lại. Rồi từ từ đưa hai tay của bạn nắm lấy hai má ngoài của chân, hai cạnh ngoài bàn chân. Ở hơi hít vào, bạn từ từ đẩy bàn chân hướng lên bầu trời. Ở hơi thở ra, hai bàn chân của bạn tách sang hai bên, hai cùi trỏ tay hướng về phía cơ đùi trong và phía bọng chân của bạn. Rồi nhẹ nhàng cuộn xương cụt xuống thảm, hai gối sang hai bên. Bạn lắc lư người của bạn sang hai bên, thả mềm cơ thể, cuộn các đốt sống, thả lỏng cơ thể. Sau đó bạn đưa thân người của mình trở về giữa, khép hai bàn chân áp sát vào nhau, hạ bàn chân xuống thảm. Rồi nhúc nhích nhẹ hai gối, lắc nhẹ hai gối sang hai bên, bập bênh hai gối, giãn toàn bộ vùng lưng của bạn ra, nhúc nhích nhẹ vùng vai. Sau đó bạn từ từ duỗi thẳng hai chân của bạn ra, gót chân phía trong thảm, mũi chân phía ngoài thảm. Hai tay thả mềm, chếch một góc 45 độ. Duỗi dài và ngửa lòng bàn tay hướng lên bầu trời. Thả mềm toàn bộ cơ thể của bạn. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường sau những giờ phút đầy hoạt động. Cảm nhận cơ thể của bạn đang được thả lỏng hoàn toàn. Các cơ đang được trải dài ra trên thảm. Sự thả lỏng từ trong tâm trí, hơi thở và cơ thể này đã giúp bạn kích hoạt từng tế bào bên trong cơ thể và đón nhận nguồn năng lượng vô tận của vũ trụ đang được len lỏi vào từng tế bào, thẩm thấu vào làn da, vào mạch máu, khí huyết và trong tận xương khớp của bạn. Từng hơi thở của bạn, mỗi hơi thở nạp thêm oxy, không khí và dưỡng chất đưa vào bên trong cơ thể, giúp cơ thể của bạn trở nên khỏe mạnh hơn, dẻo dai hơn và linh hoạt hơn mỗi ngày. Cứ như vậy, mỗi hơi thở ra, hãy cho phép mình được thả lỏng nhiều hơn nữa. Nhẹ nhàng đưa tay của bạn đặt lên rốn, tay phải đặt xuống trước, tay trái đặt lên trên. Hai cùi trỏ tay thả mềm xuống thảm. Chậm rãi đưa ý thức về vùng dưới rốn, nơi huyệt đan điền của bạn đang ngự trị. Chậm rãi hít vào một hơi thật sâu. Cảm nhận tay của bạn được đẩy ra xa phía rốn và cột sống. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Hãy xẹp bụng của bạn xuống. Tay và rốn được thu về gần phía cột sống. Hai, hít vào một hơi thật sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần cuối, hít vào một hơi thật sâu. Và chậm rãi thở ra thật chậm rồi thở hết ra. Sau đó, hai tay thả lỏng buông xuôi theo thân, hít thở điều hòa. Nhẹ nhàng thu hai chân của bạn ôm về đường giữa, hai tay đan vào nhau đặt trên rốn. Hít vào một hơi, vươn hai tay cao qua đầu, lật ngửa bàn tay của bạn lên. Thở ra, bạn đẩy mũi chân về phía trước, bước chân phải về phía trước, duỗi mũi chân trái tiến bước về phía trước, rồi kéo căng, kéo giãn các đốt sống. Tay của bạn kéo về một hướng phía trên, chân của bạn kéo về một hướng phía dưới, hai chiều đối nghịch nhau. Kéo căng toàn bộ cơ thể của bạn ra, kéo thật căng ra và giữ ở đây cho giang. 5 4 3 2 1. Thật chậm rãi thả lỏng hai tay và thở ra, hai tay buông xuôi theo thân. Nhẹ nhàng thu hai chân của bạn lại, dựng đầu gối hướng lên bầu trời, rồi đổ thân người sang một bên. Chống tay phải xuống thảm, từ từ nâng thân người của bạn ngồi dậy trong tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay của bạn chắp lại phía trước ngực, trong đôi mắt khép. Hãy xoa nóng đôi bàn tay, xoa thật nóng lên. Sau đó từ từ đưa hai tay áp về phía mắt. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay được truyền sâu vào hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất. Sau đó, từ từ mở mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái đặt trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ và sự minh mẫn. Rồi từ từ bạn hạ tay xuống ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị, và cùng cúi đầu chào nhau. Namaste. Cảm ơn bạn đã luyện tập cùng Giang. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài tập tiếp theo. Xin chào và tạm biệt các bạn.